Xin chào các bạn. Và hôm nay Việt Anh Auto sẽ lại đến với các bạn một chương trình hướng dẫn lắp đặt, nhưng không như mọi khi, và chúng ta sẽ hướng dẫn những ca tiểu phẫu nhỏ nhỏ. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một ca đại phẫu cực kỳ lớn luôn. Và chúng ta sẽ biến hình một chiếc Lancuser 2013 để thành một chiếc Lancuser 2019 bây giờ. Và các bạn chú ý hộ tôi là khi mà thay toàn bộ dàn như này chỉ với chưa đến 100 triệu. 100 triệu có xứng đáng không với một chiếc xe trên 7 tỷ bây giờ, khi chúng ta phải bỏ tiền ra mua mới toàn bộ với hơn 7 tỷ? Và với những cái xe mà chính hãng nhập khẩu bây giờ 2019, xe nhập Nhật thì cũng để lăn bánh xuống đường cũng khoảng hơn 4 tỷ đồng. Thì với 100 triệu chúng ta bỏ ra có xứng đáng để chúng ta sở hữu một chiếc xe đời mới như thế hay không? Và hôm nay Việt Anh Auto sẽ hướng dẫn các bạn tháo lắp tất cả toàn bộ những chi tiết có thể thay thế toàn bộ zin cho chiếc xe đời 2013 này thành chiếc xe đời 2019. Và thậm chí chúng ta có thể mua đồ về chúng ta tự làm tại nhà luôn, rất là đơn giản, bởi vì tất cả đồ của chúng tôi là đồ zin toàn bộ, đồ hàng phụ tùng chứ không phải là đồ hàng chế cháo gì cả. Và đây, bạn quay sát vào đây thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là form nguyên bản của một chiếc xe đời 2013 bây giờ. Và nếu mà lâng đời thì chúng ta có thể lâng đời được từ đời 2008 lên đến đời 2019 bây giờ. Nhưng mà chiếc xe đời 2013 này sau khi một thời gian sử dụng, 2013 đến 2019 là 6 năm rồi, sử dụng 6 năm và chủ xe cũng đã rất là nhàm chán với cái form này rồi, nhưng mà không muốn bỏ ra thêm vài tỷ nữa để đổi lấy một chiếc xe 2019 bây giờ. Thế cho nên là chủ xe đã quyết định đến Việt Anh Auto để lâng đời. Đấy. Và đây, các bạn nhìn, hãy quan sát form trước khi nó được thay đổi như thế nào, để khi chúng ta cảm nhận được là sau khi thay đổi nó lại biến hình thành như nào. Đây, và đây là thành quả của anh em Việt Anh Auto sau 2 ngày lao động vất vả ở đây. Thì như hôm trước thì tôi có nói vui với các bạn thôi là chúng ta có thể hoàn toàn tự lắp đặt tại nhà, nhưng thật ra là để mọi người cảm nhận được là cái sản phẩm của bên Việt Anh Auto từ ba đợt sốc, từ đèn, tất cả mọi thứ zin từ những con ốc, con chốt nhựa luôn. Đấy, để mọi người cảm nhận được cái độ zin của nó thôi, chứ còn thật ra là cực vất vả, sau 2 ngày mới được hoàn thiện gần như là 2/3 quá trình đây. Và chỉ ngày mai thôi là thay đổi toàn bộ diện mạo, sẽ trở thành một chiếc xe Lancuser 2019 mới nhất bây giờ. Và còn bộ la răng đây thì ngày mai, chỉ ngày mai thôi là nó không còn là la răng 17 inch nữa, mà nó sẽ là thay vào đấy là sẽ là một chiếc la răng 20 inch, mặt phay rất là đẹp của đời 2019 bây giờ. Như đã hẹn, sau một ngày đây các bạn còn có thể nhận ra được em nó là chiếc Lancuser 2009 không? Chắc chắn nó không thể nhận ra, thay đổi toàn bộ diện mạo luôn, từ mặt ga lăng, đèn, body lip, la răng 20. Và tôi nhắc lại, chỉ với hơn 100 triệu thôi là bây giờ các bạn có thể sở hữu một chiếc xe hơn 7 tỷ. Tôi nhắc lại là hơn 7 tỷ với giá hiện tại bây giờ, mới mức thuế áp về bây giờ. Đây không phải là option duy nhất khi các bạn đến với Việt Anh Auto, còn rất là nhiều gói độ nữa, và chắc chắn nó sẽ chờ đón các bạn với những chương trình sau, từ Lexus, từ Mac, từ BMW, và chắc chắn là các bạn sẽ còn nhiều ngạc nhiên hơn nữa. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.